cây sao chê các bạn, chặt bẫy ha. Hôm nay bữa nay mình test 5 viên bi ve nha các bạn, bi nhỏ. Ok. Rất là may mắn nha các bạn, rất là may mắn ha. Cây sao chê chặt bẫy, bi ve là cái loại bi này các bạn, bi nhỏ chứ không phải là cái loại bi mà chúng ta chơi bắn đạn các bạn. Bi ve là cái loại bi này các bạn, mình lấy ở trong mấy cái chai sơn, mình đục mấy cái chai sơn ra ha. Đó, nó khá là nhỏ ha, nhỏ xíu các bạn, rất nhỏ ha. Cái này thì còn thấy chứ mà viên bi bảy mà để xa quá là nhìn không thấy các bạn, nhìn hết thấy rồi. Lúc này mình mắt mình kém rồi các bạn, rất là ok ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.